Hello anh em, hôm nay mình có một bộ PC khá là hay muốn giới thiệu đến anh em Hôm nay là mình dựng theo bộ là mini PC Mini PC và cái vỏ hôm nay nó là vỏ LV12 mini flow ờ, Sở dĩ mình dùng con flow bởi vì là đây Cái con cạp hôm nay mình dùng nó là con 3070Ti à, Việc mà anh em chơi một con vỏ mini Thì anh em phải chơi một con thoáng thoáng một chút Để chạy con 3070Ti này Bởi vì là con này nó khá là nóng Uh, bởi vì là 3070 Ti nó khác với 3070 là nó đã nâng cấp lên là VRAM là DR6X nên là cái nhiệt độ khi mà chạy nó sẽ cao hơn là 3070 thường khá là nhiều nên là anh em nên dùng những cái vỏ mà nó thoáng một chút và con card hôm nay của mình đó là con Galax, con Galax 3070 Ti 1 Click OC đây là phiên bản hai fan đây anh em nhìn này cái tản vẫn còn khá là sáng và đẹp hai fan này Tuy nhiên là nó vẫn có bụi, cái này thì mình lười vệ sinh thôi, anh em có thể về lấy cái chổi quét đi thôi. Backplate này, backplate còn khá là ok. Đó, con này thì là date là cuối 2024. Đó, thì hôm nay mình sẽ dựng bộ PC với con này và để chơi game kéo được 3070 Ti thì anh em chỉ cần dùng con i5 là ok rồi. Và hôm nay là mình dùng con Core i5 12400F đây, chip chay anh em nhé 12400F chay thì thoải mái cho anh em chạy với cả 3070 Ti rồi kéo nhẹ nhàng luôn con uh, 12400 12.400m thì vẫn là một con chip quốc dân gọi là gọi là gì nhỉ gọi là đa nhân tốt mà đơn nhân cũng rất là ok thậm chí là chơi game anh em hoàn toàn có thể dùng 12400 uh, 12.400m kéo 3080 cũng được chả vấn đề gì cả cái mây hôm nay là mình dùng con B660 B660 khá là quen thuộc con B660M A sở dĩ là mình thích dùng con main này bởi vì là uh, con này nó là một con main mà giá rẻ của Asus này nó có 4 khe ram này và nó có hỗ trợ khá nhiều cổng 5V đây uh, đây là hai cổng 5V này này tiếp đến là có một cổng 5V ở dưới này nữa đấy nó có tận 3 cổng 5V giống như là những cái mã main cao hơn con này thì uh, nhược điểm của nó chắc là nó không có ấy thôi nó không có tai si uh, hơi ít cổng kết nối một chút và cái thiết kế thì cái phần giáp tản nó không được đẹp và cái dàn phây của nó thì ít hơn là con túp nên là uh, anh em chạy với cả 12400F là ok. Còn nếu mà lên những con CPU cao hơn thì anh em nên dùng những con main cao hơn. Đó, con này thì khá là ổn rồi với bộ hôm nay rồi. Và bộ hôm nay là bộ mini nên là mình cũng sẽ dùng main là mATX thôi. Uh, RAM thì uh, chơi game anh em chỉ cần là 16GB RAM là ok rồi. Nên là hôm nay mình dùng hai thanh là xpgd D41 đây là một cái cặp RAM rất là quen thuộc với anh em rồi, gần như là uh, Mình không cần phải nói nhiều về cái cặp RAM này nữa Nó bền bỉ này, nó ổn định này Và cái led của nó khá là dày Tuy nhiên thì led hơi tối một tí Còn lại thì uh, rất là ok, con này mình chưa phải bảo hành một kit nào cả, rất là ổn uh, SSD SSD thì uh, chơi game Anh em uh, dùng 500GB Tạm thời là ok Vì là 500GB thì anh em có thể cài được một số game uh, Như là PUBG, GTA GTA thì khá là nặng. Thì cài xong là anh em vẫn còn dư một khoảng khá khá để anh em cài những game khác. Còn lại thì nếu như anh em chơi những cái tựa game 3A nhiều hơn thì anh em nên đầu tư một con SSD 1T thì lúc đấy là cài game 3A nó sẽ thoải mái hơn. Chỉ còn 500GB mà cài 3A thì nó sẽ hơi đuối. À, tiếp đến là xem nào. Tản nhiệt. Tản nhiệt hôm nay là một cái khá là hay ho. Con này thì trước mình đã lên video một lần rồi nhưng mà bây giờ thì mình sẽ nhắc lại đây là con Zombo HX417 4170D à, ờ. Đây để mình mở nó cho anh em xem Con tả này thì uh, trước mình đã lên một lần rồi đấy Con này khá là hay Và nó rất là gọn gàng Đây 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 Đó anh em thấy chưa Nằm gọn gàng trên lòng bàn tay của mình luôn Con này nó là mấy ống nhỉ bốn ống đồng nhá bốn ống luôn và cái mặt này nó là mặt mạ Niken luôn này Đó Mạ Niken luôn rất là đẹp sáng đẹp này À, để một lát nữa là lắp lên 12400 400 m mình sẽ test luôn nhiệt độ cho anh em xem nhé xem là con này kéo 12.400 m thì nhiệt độ mắc nó sẽ là bao nhiêu xem nó có mát không và cái vỏ hôm nay là LV12 mini nó hỗ trợ tối đa là 8 fan nên là mình chơi hẳn 8 fan luôn đây mình sẽ có hai pack fan này hai pack fan uh, SI2 Silent fan của Cooler Master. Đây, hai pack fan đây. Đó, hai pack fan nhá và cái tách fan này này nó chưa có đi kèm cái dây chia bách fan chưa có dây chia nên là thông thường ấy, anh em mua bách fan này thì mình sẽ tặng anh em một cái dây một chia ba một đầu ra ba đầu Đấy. còn lại thì mình sẽ tìm cách là cắm làm sao cho nó phun hết fan cho cái bộ này đó à cái bộ này hình như còn thiếu cái nguồn nhỉ và con nguồn hôm nay quên mất đấy nãy là chưa xếp con nguồn ra tại vì là con nguồn mình mới nhập hàng đây con nguồn rất là quen thuộc với anh em rồi con pm 750 d đây là một con nguồn 80 Plus Gold nhưng mà giá lại chỉ rẻ bằng rôn thôi. Con này mình bán chỉ có tầm 1790 hay 1890 mình không nhớ lắm nhưng mà rất là rẻ. Con này thì gần như là anh em có thể kéo về sau lên tận 3080 vẫn thoải mái, chẳng vấn đề gì cả. Đấy. Thì uh, bộ hôm nay ngoài ra thì còn một cái uh, dây nối dài nữa, dây nối dài, đây là dây 2 x 8 màu đen. 2 x 8 màu đen thì uh, Hôm nay là dùng cái vỏ mini, mình sẽ dùng dây này cho nó gọn gàng và mình sẽ dùng một cái đầu gập ngược 180 độ để gập ngược. Khi mà gập ngược lại được thì anh em đóng cái kính vào nó sẽ đơn giản hơn là cái việc mà anh em để thòi cái dây ra ngoài. Ok như vậy là mình đã điểm danh xong hết những linh kiện của bộ PC ngày hôm nay và bây giờ thì mình sẽ nhờ kỹ thuật tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi chiến đấu anh em. Và đây là coi PC sau khi đã lắp xong. <laughs> anh em thấy bộ này nhìn hay không? Đây là một bộ PC mà mình thấy là nó rất là gọn gàng Gọn gàng từ cái vỏ này cho đến cái mên này, cho đến cái tản này và cái cạc đồ họa đều rất là gọn gàng Và bộ hôm nay thì tuy nhỏ nhưng mà rất mát anh em nhé Bởi vì là đây là một cái vỏ Flow LV12 Mini Flow à, Bởi vì sao nó là Flow? Bởi vì là mặt trước này, mặt lưới này à, Anh em nhìn này, mặt trước là mặt lưới đó Và cái mặt nóc này này đó Mặt nóc này cũng là mặt lưới và cái cái mặt này nữa này đó kể cả cái mặt lưng của nó cũng là mặt lưới luôn nên là cái việc mà thông thoáng khí này flow của nó rất là ngon luôn e flow ấy rất là ngon thì uh, đây mình sẽ cho anh em xem về cách bố trí fan bố trí fan thì uh, cái vỏ này mình cũng uh, nhắc đến khoảng uh, mấy lần rồi Tuy nhiên thì mình vẫn nói lại với những anh em nào mà chưa xem kênh uh, thì uh, nó sẽ có hệ thống 8 fan anh em nhé đó thì đầu tiên sẽ là hai phan ở bên dưới hai phan bên dưới sẽ là thổi từ phía dưới lên để lấy cái khí mát ở phía dưới này thổi lên cho cái cạc đồ họa lúc đấy thì nó sẽ hỗ trợ tản nhiệt cho cái cạc đồ họa rất là tốt tiếp đến thổi vào thì sẽ có hai phan trước nữa đây hai phan trước ở đây đây này đó hai phan này cũng có nhiệm vụ là lấy cái khí mát ở bên ngoài là thổi vào bên trong đó thì sẽ giúp là cái cây nó mát mẻ hơn còn bốn cái quạt thổi ra thì sẽ bao gồm là đây hai cái fan ở cạnh hông hai cái fan ở cạnh hông thì nó thổi thẳng ra phía lưng và phía lưng cũng là mặt lưới nên là nó cũng rất là thoáng tiếp đến là hai fan nóc đó hai fan nóc thổi ra thì nó là cách setup truyền thống rồi nên là bộ hôm nay là có bốn fan vào và bốn fan ra à, đảm bảo là cái airflow nó rất là tốt luôn Uh, cái cạc hôm nay là 3070 Ti. Tuy nhiên đây là một cái mã cạc nó khá là nhỏ gọn. Nhỏ gọn nên là mình cần cái vỏ nó phải airflow tốt một chút để cái cạc đồ họa nó có nhiệt độ tốt nhất có thể chứ cái mã 3070 Ti này nó cũng hơi nóng đó. Uh, đây, còn phần uh, tản nhiệt khí, tản nhiệt khí hôm nay thì mình dùng một mã tản top down. Uh, sở dĩ là mình dùng top down bởi vì là cái cái vỏ này này À, anh em nhìn đấy thì nó nó rộng thế này thôi tuy nhiên ấy thì nó đã cắt bớt cái phần này đi rồi nó đã cắt bớt cái phần này để anh em lắp nguồn nhé đấy chứ không phải là nó 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 rộng hẳn như thế này đâu nên là cái việc mà anh em lắp một con tản khí vào đây ấy, nó sẽ bị cao quá và nó sẽ bị vướng cái kính đấy nên là anh em chỉ cần lắp một con tản nhiệt khí mà tầm fan 120 thôi là nó đã bị cấn kính rồi nên là mình phải dùng cái tản top down tản top down thì cái ưu điểm của nó là gọn gàng tuy nhiên thì nó có một cái nhược điểm đó là cái khi nóng nó sẽ bị thổi ra xung quanh cái này thì uh, anh em phải uh, khắc phục thôi nói ra, bộ hôm nay thì mình sẽ khắc phục bằng cái việc là mình sẽ lắp rất là nhiều fan để hạn chế nhất cái việc mà thổi khí nóng từ uh, tản tốc down ra xung quanh còn hai thanh ram thì vẫn là hai thanh ram rất là quen thuộc uh, xpgd 41 cặp ram này thì mình dùng rất là nhiều rồi đấy, không nói thêm về cái cặp ram này nữa đấy nói chung là cả bộ hôm nay thì uh, 22 triệu anh em đã có một bộ pc nhìn rất là cá tính này mát mẻ này và mạnh rất mạnh để chơi game luôn 3070 Ti thì gần như là anh em có thể chiến mọi game hiện tại bây giờ rồi Đó như vậy là mình đã điểm nhanh xong về cái ngoại hình của bộ PC ngày hôm nay Và bây giờ thì mình sẽ test qua cái nhiệt độ của CPU để xem là nó bao nhiêu độ nhá Và đây mình đã đặt cái bộ cây lên bàn kỹ thuật đây Và anh em nhìn nhá Đó mình đã đóng hết kính vừa rồi Để xem là cái nhiệt độ mà sau khi đóng kính nó như nào Và bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem là cái ngưỡng nhiệt độ khi mà không tải nhá đây đã chờ một tí mình đổi cái tay rồi đây đây là cái ngưỡng nhiệt độ không tải của con 12.400m này hiện tại đang là khoảng 29 đến 30 độ Đấy, 29 đến 30 độ mát phết anh em nhỉ con tản top down này trông vậy mà không tải mát phết hoặc là cũng có thể là do do trời Hà Nội đang ấy đang đang đang, đang lạnh xem nào GPU GPU 3070 Ti đây nhiệt độ của con cạc đang loanh quanh 31 độ đấy. hai con này khá là tương đồng với nhau và đang khá là mát nhưng mà liệu là burner lên thì liệu nó còn mát hay không đấy. thử nha Bây giờ mình thử luôn này 12.400 F trước CPU burner Rồi, chạy đó bắt đầu là quạt bắt đầu kêu khá là to rồi đấy và nhiệt độ hiện tại đang là loanh quanh tầm 55 độ anh em nhá 57 độ rồi 58 độ rồi Cái này thì nó lên rất là nhanh Anh em chạy nó chạy mắc hết công suất của chip luôn Và chỉ cần một lúc thôi là anh em sẽ biết được cái nhiệt độ tối đa của con CPU là bao nhiêu 61 độ rồi Đó, Kiểu nó có tăng lên được nữa không nhỉ Mình sẽ để đây một lúc nữa Để xem là nó có tăng lên nhiều không Nhưng mà mình thấy là nó chỉ loanh quanh tầm à, đây lần 63 rồi này Cứ tưởng nó không lên được nữa Nhưng mà với một con i5 6x12 luồng hiệu năng khá là ổn Thì đây là một cái mức nhiệt độ rất là ok Cho một con tản top down anh em nhé ít nhất thì nó cũng mát hơn tản stock rất là nhiều. Nếu anh em mà chơi tản stock thì mình nghĩ là nó phải loanh quanh lên tầm 90 độ đấy. Nhưng mà cái tản top down nó đã giải quyết được khá là nhiều. Nhiệt độ bây giờ chạy full nó tầm khoảng 63 65 độ. Đấy, cũng rất là mát. 66 này, liệu có lên được 70 không nhỉ? Đây, anh em nhìn này. Khi mà CPU nóng thì liệu GPU có nóng không? À. Khi mà CPU nóng thì GPU lại không bị ảnh hưởng lắm, không bị không bị cái khí nóng này nó ảnh hưởng vào nhiều lắm anh em ạ. GPU vẫn ở loanh quanh tầm 31 độ. Đó, khá là ổn. SSD đâu nhỉ? SSD đây. SSD 40 độ, khá là mát. CPU đi lượn một vòng thì nó cũng chỉ tầm loanh quanh tầm 66 độ thôi. Mình nghĩ là test đến đây là ok rồi à, Đây là một cái con tản top down mình thấy rất là mát Và cái vỏ Airflow này nó cũng làm rất là tốt cái nhiệm vụ của nó Tuy nhiên là khi mà anh em tải nặng thì đồng nghĩa với việc là fan nó chạy mạnh và nó sẽ kêu to Cái này thì không thể tránh khỏi được vì là anh em lắp 8 cái fan cơ mà Đó mình sẽ stop lại Còn anh em nào mà không muốn ồn thì có thể mua 8 cái fan nút tua tám 8 cái fan nút tua nếu mà nhân tiền lên thì nó cũng phải đắt kinh khủng luôn đấy nên là nói chung là phải đánh đổi thôi Bây giờ mình sẽ chạy cái GPU nhá GPU, GPU đây Full HD đi Let's go đấy. Một cái màn hình rất là quen thuộc GPU mình nghĩ là nó sẽ nóng đấy Đây Biết ngay mà, biết ngay là con GPU này sẽ nóng mà Bởi vì là cái con cạc ga lắc này mình không đánh giá cao về cái về cái cái khả năng tản nhiệt của nó lắm để xem là nó lên ngưỡng mắc là tầm bao nhiêu 81 độ 82 độ Đấy, lúc này là fan đã hú rất là to à chưa thấy nó lên cao hơn nhỉ 81 82 độ thì anh em vẫn có thể là chấp nhận được ok mình nghĩ là mức 82 độ cũng khá là ổn đấy có những con cạc mình từng chơi nó lên tầm gần trăm độ <laughs> với một con 3070 Ti như thế này thì rất là ok đó nó đã chạy xong và anh em thấy này uh, nhiệt độ tối đa mắc của GPU là 82 độ Đấy, khi chạy ở độ phân giải full HD. Cái này thì uh, cũng dễ lý giải thôi, bởi vì là đây là một con uh, VGA giá rẻ của Galax mà lại chỉ có hai fan nên là cái hiệu năng tản nhiệt của nó không thể cao được. Nếu anh em nào mà muốn mát hơn này, tản nhiệt tốt hơn thì có thể tham khảo mấy con ba fan hoặc là những cái dòng tốt ví dụ như là Supreme hoặc là Rockchick lúc đấy thì cái nhiệt độ của nó sẽ mát hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì anh em phải đánh đổi bằng giá thôi Lúc đấy thì giá nó sẽ tăng lên rất là nhiều Còn 82 độ mắc thì nó chưa vấn đề gì cả Anh em vẫn chiến game thoải mái Nó vẫn bình thường thôi Đó như vậy là mình đã test xong về nhiệt độ của cái bộ PC ngày hôm nay Đó anh em có nhu cầu view PC thì cứ liên hệ mình qua Zalo Facebook Mình sẽ tư vấn chi tiết hơn cho anh em Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo